rồi nha. Hôm nay tôi có cái bếp từ, cái này là bếp từ, nhưng mà nó bị nhảy CV á, nó cháy luôn, nó nhảy CV nó cháy luôn. Thì một bên bị, một bên không bị ha. Thì khi mà cắm điện vô á thì nó làm trip luôn con CV, tắt điện luôn. Thì ở đây tôi mới phát hiện ra cái mạch cấp nguồn cho nó bị hư rồi. Mà cái mạch này cũng đã được sửa một lần rồi nha mọi người. Thì cho nên bây giờ tôi tháo ra, tôi cho các bạn coi cái mạch nó ra làm sao ha. Thì bên này còn nè, bên này không có bị nè, bên này bị nè. Thì tôi cũng đã mở ra rồi ha. Cái này là cái bếp từ của Ferroli á, bếp từ của Ferroli á, cái mặt trên rồi tôi mở rồi. Giờ tôi mở ra tôi cho mọi người xem nó cháy như thế nào ha. Cái mạch này là cái mạch công suất của nó nha. Cái mạch công suất của nó thì nó cháy, nó chập điện luôn và nó nhảy CV của nhà mình luôn ha. Thì tôi sẽ chỉ cái cách các bạn kiểm tra cái máy này nha. Rồi, đây là cái mạch công suất của nó nè. Thì toàn bộ thì những cái về ngoại quan mình nhìn thì không có cái gì mà nó cháy gì hết ha. Nhưng mà mình nhìn cái mạch công suất này nè thì phía sau nó sẽ bị cháy nha. Bây giờ tôi rút luôn những cái điện ra nha. Cái này là điện cấp nguồn vào nè. Cái này là cái dây cho cái quạt tản nhiệt ha. Còn này dây qua bộ vi xử lý ha. Rồi, cái này dây cảm biến thì hồi nãy tôi mở rồi ha. Ở trên này nó có còn cảm biến nè. Đây nè, thì tôi đã mở cái dây cảm biến rồi. Dây cảm biến thì nằm đây nha. Dây cảm biến nằm đây. Dây qua bộ vi xử lý nằm đây ha. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái mạch này ra nha. Nó cháy đen hết rồi. Thì cái này đã được sửa một lần rồi nha. Ở đây thì nó cháy một cái con diod. Đây, con diod 4 chân nằm ở đây. Đó, có cái con diod 4 chân. Và một cái con triac để mở tắt cái mâm nha. Cái con triac để mở tắt 220 cho cái mâm này nha. Đó, thì bây giờ nó đã cháy đen rồi. Thì muốn chia sẻ mọi người như thế này, tại vì người chủ cái bếp này á thì đã sửa một lần rồi và người ta vô người ta cũng thay hai cái con này rồi, nhưng mà nó cháy lại. Thì thực sự ra thì cái mạch này mình hoàn toàn có thể sửa lại được ha, và rất dễ sửa nha. Mình chỉ cần mở ra mình thay đúng con triac này, con diod này và cái con triac này là xong. Coi cái số trên này nó có ghi nè, thì mình ra chợ mình mua. Nhưng mà thực sự á, nếu mà mọi người muốn hoạt động nó ổn định á, mọi người nên thay luôn cái mạch mới luôn. Tại bản thân cái mạch này nó bị lỗi rồi, mà mình có thay đi chăng nữa thì nó cũng sẽ hư nữa, nó cũng không có bền bằng cái mạch riêng của nó. Mọi người có thể thay được á, sửa được á, nhưng mà một thời gian nó lại hư nữa. Tại vì cái thông số mà mình thay vào á, nó sẽ tương đương với cái mạch chính hãng của người ta, và cái thông số tương đương đó nó có thể yếu hơn cái con zin của nó. Và khi mọi người chạy một thời gian á, thì nó chịu không nổi, nó bứt tiếp, thì mọi người cũng tốn tiền thôi. Thay vì tốn tiền như vậy á, mình thay luôn cái mạch mới luôn thì hoạt động thêm 5-7 năm nữa thì vẫn ok ha. Ở đây tôi có đặt luôn một cái mạch mới để tôi lấy cho mình coi nè. Đây là cái mạch mới nè, cái mạch của chính hãng nè. Cái mạch này hồi trước nó cũng trắng vậy, nhưng mà xài một thời gian thì nó vàng thôi. Nó cũng y chang vậy, thông số y chang vậy, không khác gì hết. Và đây là một cái mạch chính hãng của hãng ha. Và người ta có bảo hành luôn ha. Mọi người thấy ở đây nè, người ta ghi nè 16 tháng 5 2023 bảo hành 3 tháng, người ta dán tem luôn ha. Cái mạch này là chính hãng. Thì mình mỗi có việc là gắn vào và cắm dây điện là xong. Còn mọi người, nói chung là tùy mọi người cũng có thể, nhưng mà
cũng có thể sửa lại ha, nhưng mà tôi thấy cái giá mà sửa lại cái mạch này á nó cao hơn cái giá mua mới luôn. Cái chị trong công ty thì chị nói cái mạch nó đã sửa 1,5 triệu luôn, mà trong đó cái mạch này cũng vậy, nó không khác gì hết, mà được cái là nó nguyên zin, mình không phải đụng đậy gì hết, mọi thứ nguyên zin, và cái con công suất của người ta cũng là zin luôn, thì cho nên là mình chỉ cần mua và mình thay vào là xong ha. Còn mọi người cũng có thể sửa lại nha, nhưng mà tôi nghĩ là cái thời gian sử dụng nó không bằng cái mặt zin đâu. Rồi mình thay vào, và lưu ý nha, lúc mà cái người thợ họ thay á thì họ là mất đi một cái lò xo. Đây là mỗi cái mâm nó có 3 cái lò xo để nó đỡ cái mâm lên ha. Rồi mất đi một cái lò xo thì tôi mới quấn lại một cái lò xo khác nè, nó cũng độ dài nó tương tự. Cái lò xo này làm nhiệm vụ gì? Cái lò xo này nó làm nhiệm vụ nó nâng cái mâm, khi mọi người gắn vô ba góc này nè thì nó nâng cái mâm lên, nó nâng cái mâm lên thì cái mâm này nó sẽ tiếp xúc với cái lớp kiến nằm ở trên, tiếp xúc với cái lớp mặt kiến á, mặt kiến của cái lò tiếp xúc nằm ở trên, thì khi mọi người để cái nồi lên á thì cái khoảng cách giữa cái nồi và cái mâm này nó đạt một cái chuẩn và nó gần, kiểu đó nó không báo lỗi nồi ha, và cái mạch này nó hoạt động rất là hiệu quả hơn, mạch công suất này hoạt động hiệu quả hơn. Còn nếu mà mình chỉ gắn ba con thôi thì nó đương nhiên nó cũng dính nè đó, nhưng mà nó sập bên nè, nó không thẳng mình sập bên nè đó. Nếu mà nó sập bên như thế này á thì cái khoảng cách giữa cái đít nồi mình á với lại cái mâm này á nó xa hơn, kiểu đó là có thể là nó báo lỗi nồi, nó báo lỗi là không tiếp xúc kém á, báo lỗi chưa lờ các bạn, thì nó sẽ báo lỗi là không nhận nồi chẳng hạn. Cái nồi cho cái lò vi sóng này, cái bếp từ này á là cái nồi từ ha, thì nó sẽ báo lỗi nha. Thì cho nên là tôi chế ra cái con lò xo nè, thì lúc mà mọi người để lên nè, nhìn nè, nó cân bằng trở lại nè đó ha, để đảm bảo là diện tích tiếp xúc của cái nồi và cái bếp đúng ha, đúng theo quy định ha. Rồi bây giờ tôi sẽ gắn cái mạch lại và thử cho mọi người xem nó chạy hay không nha. Rồi mọi người cũng cái dây này là dây quạt ha. Rồi dây quạt thì mình gắm phía bên trong này, mình cũng gắm lại dây chen như hồi nãy thôi, dây quạt ha. Rồi cái này là dây từ cái bộ vi xử lý ra, mình gắm lên đây rồi ha. Còn một chỗ này nữa là từ cái cảm biến ha, thì mình sẽ lon cái tay dùng gắm cảm biến, trong khi đó mình vẫn phải xiết cái cọc nguồn lên cái mâm nha. Khi mà mình thay cái mạch mới rồi á, thì sẽ đảm bảo với mọi người á, là cái thời gian sử dụng nó sẽ dài hơn, và mình cũng an tâm vào cái bếp mình nữa ha, mình không có lo là nó sẽ bị chập điện rồi nó sẽ cháy nổ đồ này nọ kia. Tôi chỉ có dặn hai góc của cái mạch để tôi dặn lại luôn. Cọc điện lại này lưu ý mình dặn cho nó cứng nha, để tránh trường hợp nó lỏng thì nó sẽ sinh tia lửa điện và nó làm hư cái thiết bị mình nha. Dặn về điện áp mình dặn á, mà mình dặn phải cứng nha, cái dòng lớn càng lớn thì mình dặn càng cứng nha, dặn lỏng lỏng là nó bị sinh tia lửa điện, là nó sẽ làm nóng cái tiết điểm lên và nó làm hư thiết bị nha. Xong rồi đó, mình làm rất là nhanh nè, nếu mình thay mạch thì rất là nhanh nha, không có gì phải. Rồi đó, như vậy là đã xong rồi đó. Đó, bây giờ cái mạch này ai muốn nghiên cứu chế cháo thì cứ liên hệ comment dưới của tôi sẽ cho mọi người luôn ha, cái mạch này. Còn cái cách mà để đặt cái mạch này á thì mọi người coi cái hướng dẫn
trong cái clip của tôi nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn cách mình tìm cái mạch ở trên mạng nha. Các bạn lưu ý mình làm theo cách của tôi nha. Và các bạn đừng có bấm những cái trang web phía ngoài nha. Coi chừng là nó sẽ lừa gạt nha. Bây giờ mình ví dụ như làm cái mạch của cái bếp mình là cái bếp từ mà hiệu là Ferry ha. Thì các bạn đánh là Ferry ha. Ferry Lee. Rồi mình search cái này Ferroli ha. Rồi mình bấm đúng cái tên của cái mạch mình nha. Ở trên này thì nó có rất là nhiều trang web, ví dụ như ferry.com rồi này nọ kia, rất là điện máy sạch nó rất là nhiều nha. Nhưng mà mọi người nhớ giùm tôi nha. Mọi người sẽ bấm vào ferry.com.vn nha. Đây nè, cái trang web đúng cái hãng đó nha, Home Ferry Việt Nam nè, mọi người bấm vào. Rồi thì ở trên này nha, nếu mà mọi người vừa nhìn thấy là một cái trang web mà nó có quảng cáo về cái sản phẩm của bên hãng nha, và giá đó mọi người thấy không, có giá rồi kia, à thì đúng là cái trang web của cái hãng Ferry. Thì mọi người không cần phải kiểm tra cái số điện thoại gì cả, mọi người search đúng cái số tổng đài của nó là số hotline nè, 0818001501, ví dụ gì đi, mọi người sẽ bấm vào số điện thoại này, mọi người gọi thì mình sẽ gặp cái tổng đài nha. Rồi mình nói cái bếp tôi như thế nào đó, vui lòng là cho nói chuyện với lại bên bảo hành hay gì đó, thì lúc đó mình sẽ nói chuyện trực tiếp với lại bên hãng và hãng sẽ hỗ trợ mình. Chứ những cái trang web phía ngoài, ví dụ như mọi người ở đây mọi người đánh là mọi người biết một tí ha, thì mọi người bo mạch Ferroli ha, giả dụ ha, rồi mình bấm vô thì đó, thì nó sẽ có rất nhiều chỗ bán nha. Nhưng mà những cái chỗ này thông thường là nó cũng lấy từ hãng ra thôi, cho nên cái giá nó sẽ rất là mắc nha, và mình không có mua được cái mạch đúng chính hãng của nó nha. Mọi người lưu ý nha. Đó, tôi không có nói trang web nào nên cho nên tôi search nhanh qua thôi nha. Đó mọi người thấy nè. Như vậy thì như thế nào, mình sẽ search vào đúng cái trang web của cái hãng ha. Mình sẽ search đúng vào trang web của hãng ha, enter vào điều đó đây, ví dụ như mình là ferroli.com.vn, à cái trang web này là trang web chính hãng của cái bếp từ đó. Mình mở ra rồi thế nào, mình người xuôi xuống người coi thì à nó cũng có quảng cáo những cái sản phẩm của nó nè, Ferry 3 triệu đó, nhưng mà là những cái sản phẩm của nó ha. Đây đúng là trang web chính hãng của nó ha. Thì lúc đó mình search vào số tổng đài nha, mình search vào số tổng đài nha, để mình liên hệ với lại bên bảo hành ha. Đó thì cái cách mà mình mua cái mạch như vậy, mình đừng có mua những mạch trôi nổi bên ngoài nữa nha. Thứ nhất là cũng có thể là họ sẽ giao cho mình một cái mạch đúng chính hãng của Ferroli, nhưng mà thực sự ra là cái giá nó sẽ cao hơn cái giá mình mua tại chính hãng nha. Thì khi mà mình gọi lên trên đúng chính hãng của người ta thì người ta nói chuyện rất là đàng hoàng nha, và giá nào giá đó và bảo hành chế độ hành như thế nào thì rất là bài bản nha. Rồi một số ý mà tôi chỉ mọi người như vậy nha, thì mong mọi người thành công nha. Rồi mọi người đã xem được cái cách tôi đặt cái mạch này ở trên mạng rồi nha. Mọi người lưu ý và đặt theo tránh bị lừa nha. Bây giờ trên mạng nó lừa rất là nhiều nha, cho nên mọi người nên theo cái cách làm của tôi á thì sẽ không bị lừa nha. Rồi mình ngắm cái nguồn nó vô nha. Nó có cái N là cái nguồn âm nè, L là nguồn dương nè, thì L tương ứng với dây đỏ nha, còn N thì tương ứng với dây xanh nha. Rồi mọi người cắm vào nha. Xong bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử nha. Mình lấy cái khăn đậy lại nha, mình đậy lại rồi mình có cái nồi nha. Ở đây mình đang có cái nồi nè, cái nồi này cũng có cái nồi tự nè. Rồi mình thử nha, mình cắm điện vô nha. Ok rồi. Mình thử cái bếp xem nó có đậu không nha. Cái bếp đó. Này mình thử nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử mở lên nha. Đó, mình nghe tiếng quạt liền nha.
đó rồi nó bắt đầu đúng luôn rồi nha, mình nghe tiếng nghe. Đó, nước bắt đầu sôi rồi các bạn. Ok ha. Thì việc thay thế cái nguyên cái mặt zinc như thế này thì cực kỳ là yên tâm ha, không có sợ là trong quá trình sử dụng nó lại hư lại, nó cháy nổ rồi nha. Cực kỳ yên tâm nè, mọi người nhìn đây, mọi người nhìn đâu cái lỗ này bắt đầu sôi rồi nè. Đó, bắt đầu nó nổ sôi là có. Nước bắt đầu sôi rồi. Tí xíu là sôi cái nồi này, cái bếp này thì nó mau lắm, phải nó sẽ từ đó sôi lên. Ok nha. Đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn cái bếp bên này luôn nha. Mình sẽ thử luôn cái bếp này xem như thế nào, một tắt nha. Đây, các bạn coi nào, nó sôi lên. Sôi được ngầu luôn rồi. Rồi ha, ok ha. Tốt nha. Rồi bây giờ tôi thử cái bếp bên này nha. Tôi tắt bên này và tôi thử cái bếp này đây. Lúc mình tắt đi thì nó vẫn hiện chữ H là hiếp đó nha. Đó là cái nồi đang nóng ha, nó hiển thị là cái bếp đang nóng nha. Rồi bây giờ mình thử luôn bên này xem như thế nào nha. Khi mà tắt rồi tiếng quạt nó vẫn còn nha. Đó, nó làm cho tới khi nào cái mặt kính mình nó gần nguội thì nó mới tắt nha. Đó, các bạn nghe tiếng quạt không? Đó là nó hút hết cái chất nóng ra nha. Rồi đó, nó tắt đó nha. Rồi tôi sẽ thử để bên này nha. Rồi tôi thử cái này xem nó vẫn còn động không nha. Rồi tôi mở lên nè. Rồi ok nha, vẫn nghe tiếng quạt nha. Rồi chạy ổn nha, sâu luôn nha. Hồi nãy ở bên này nó hơi nóng rồi nha, qua đây bắt đầu bốc khói ra nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình chỉ làm một cái động tác rất là nhỏ trên mạng. Mình làm cái web nó trở lại như mới và bình thường mọi thứ, và xài được rất là lâu nữa ha, không có sợ hư hỏng nữa nha. Đây bạn coi nè, nó sôi rồi đó. Ok ha, đó